The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and xin gửi lời chào tới tất cả các anh các chị đang theo dõi live của Thủy trong buổi trưa ngày hôm nay. Hôm nay thì Thủy Nguyễn lại tiếp tục lên chia sẻ live cùng với cả nhà để chia sẻ với cả nhà những thông tin, những động lực để chúng ta có thể là sở hữu được tài sản là cổ phần của UST ở ngay thời điểm này, đúng không ạ? Bởi vì anh chị đã xem video Thủy vừa chia sẻ với anh chị, đúng không ạ? Thực sự là ngày xưa khi Thủy xem những video về UST thì Thủy Nguyễn cũng cảm thấy là đây là một cái công nghệ mà nó ở chỉ có ở trong những phim khoa học viễn tưởng, đấy, những hình 3D. Đó, nhưng mà thực sự là vừa rồi anh chị xem video, đúng không ạ? Nó cũng là một cái những cái hình ảnh có cả 3D, có cả thực tế. Bởi vì niềm tin của Thủy Nguyễn nó chưa lớn nhiều khi mà Thủy Nguyễn được trải nghiệm tại chuyến tham quan, trải nghiệm công nghệ tại UE vừa qua. Thì Thủy Nguyễn càng cảm thấy là cái việc mình đã được tài trợ vốn vào công nghệ này là một cái việc hoàn toàn đúng, anh chị ạ. Toàn hoàn toàn đúng, bởi vì tại sao thì Thủy lại chia sẻ với cả nhà, đó là UST hiện nay đó đang là một cái công nghệ giao thông tiếp theo của nhân loại. Thì anh chị cũng thấy là những cái cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là về giao thông, anh chị em chào chị Minh Hòa. Về giao thông thì anh chị trước kia thì là cái thời xưa thì chúng ta chỉ được đi trên bằng xe ngựa, đúng không ạ? Đi bộ rồi chúng ta đi xe ngựa, sau đó thì chúng ta chuyển sang động cơ hơi nước, sau đó thì động cơ xăng, và đến bây giờ thì động cơ điện. Động cơ điện thì bây giờ anh chị thấy rằng tức là ở mỗi giai đoạn phát triển của xã hội thì chúng ta lại cần phải thay đổi để chúng ta thích nghi với xã hội ở cái thời điểm hiện tại, ở cái thời điểm đó. Và ngày hôm nay thì khi mà anh chị được ai đó chia sẻ cho mình biết từ cái cơ hội để sở hữu cổ phần của một cái tập đoàn giao thông vận tải lớn nhất toàn cầu như thế này, đấy, có thể là nhiều anh chị vẫn không tin, không tin bởi vì mình có được một cái cơ hội tốt như vậy nó lại đến được mình, không tin bởi vì lại có cái số tiền lớn như vậy nó lại đến với mình, và rất là nhiều lý do mà mình dẫn tới mình không tin. Thì ở đây anh chị thấy rằng là tất cả mọi các cơ hội hay là những cái quyết định trong cuộc đời chúng ta ấy, nó có đúng hay là nó có sai, nó cũng do cái cách mà chúng ta tiếp nhận thông tin và cái cách chúng ta xử lý cái thông tin đó như thế nào. Vậy thì khi mà Thủy Nguyễn được trải nghiệm, Thủy Nguyễn đã đồng hành cùng với UST là đến nay cũng là được khoảng đến tháng 9 này là Thủy Nguyễn được 3 năm tròn chỉnh khi Thủy Nguyễn được tài trợ vốn cùng với UST từ khi ở Thủy Nguyễn còn ở bên Nhật cơ. Đấy, bên Nhật thì Thủy Nguyễn cũng đi làm công ăn lương. Đó, mặc dù là đi sang nước ngoài nhưng mình cũng đi làm thuê cho họ thôi. Đi làm thuê với mong muốn là mình kiếm thêm một cái công việc nào đó để mà mình có thể là sau này mình về mình phát triển cái công việc đó là cái sự nghiệp của mình. Đấy, thì trong quá trình mà cũng đi tìm kiếm các cơ hội và mình cũng đã gặp phải rất là nhiều các dự án tài chính mà mình cũng đã bị mất mát một số tiền khá là lớn. Đó, nhưng mà khi đó thì Thủy lại thật sự may mắn khi Thủy biết đến cơ hội sở hữu cổ phần của UST. Đó, anh chị thấy không ạ? Hiện nay thì nhưng mà Thủy vẫn chia sẻ với anh chị đó rằng cái việc chúng ta đang sở hữu cổ phần của một tập đoàn giao thông vận tải này thì nó đang là một cái lĩnh vực nó cũng như là từ trước đến giờ thôi. Từ trước đến giờ thì chúng ta cũng thấy là mình đang được em chào Mỹ, chị Mỹ Nữa xinh đẹp. Nó cũng giống như là cái việc chúng ta nắm giữ một tài sản của các doanh nghiệp cũng có từ trước đến giờ chứ không phải là bây giờ mới có. Nhưng mà bây giờ là mở rộng hơn khi chúng ta được góp vốn cộng đồng. Chúng ta được góp vốn cộng đồng thì chúng ta cái cơ hội chúng ta mới mở cửa hơn. Đó, bởi vì bây giờ anh chị thấy là cái thói quen của người tiêu dùng hiện nay họ đã thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa thì ví dụ như cái việc mà mua hàng, đúng không? Ngày xưa là chúng ta có phải đến tận nơi ấy xem trực tiếp thì chúng ta mới mua được hàng. Bây giờ thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi, đúng không ạ? Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh thôi, ngồi ở nhà thôi, chúng ta cũng có thể mua được hàng ở tất cả các nơi ở trên thế giới. Miễn là sao cái đó là cái sản phẩm chúng ta mong muốn thì chúng ta ngồi ở nhà chúng ta cũng có thể mua được, đúng không ạ? Chúng ta không nhất thiết chúng ta phải đến cơ quan chúng ta mới làm việc, chúng ta cũng toàn bộ chúng ta có thể làm online được. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đang ở nhà thôi, chúng ta có thể là chăm con ở nhà,
chúng ta có thể nghỉ việc ở nhà, chúng ta có thể ngồi bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng có thể search trên những cái kênh internet, những cái trang mạng truyền thông, chúng ta có thể hoàn toàn tìm kiếm được một cái cơ hội mà chúng ta thích đấy, thích nhưng mà chúng ta làm bắt nó. Bởi vì bây giờ chị ạ, phải nói là cảm ơn về về thế giới công nghệ thông tin, cảm ơn về internet. Và nếu như không có internet thì chắc chắn là bản thân Thủy Nguyễn cũng không có được cơ hội để Thủy Nguyễn sở hữu cổ phần. Đúng rồi chị Mỹ Ngựa Trần nói rất đúng, mô hình bán hàng online rất là phát triển mạnh mẽ đó. Thì nếu như không có internet thì Thủy Nguyễn không có cơ hội Thủy Nguyễn góp vốn vào đây đâu. Nhưng mà nhờ có internet mà Thủy Nguyễn có cơ hội rồi, Thủy Nguyễn lại chia sẻ cho tất cả các anh chị. Đấy, và tất cả ngày hôm nay anh chị đang theo dõi live của Thủy này, Thủy Nguyễn đang giúp để anh chia sẻ cái điều tuyệt vời đó cho những anh chị mà đang mong muốn tìm kiếm những cơ hội để thay đổi, những cơ hội để chúng ta thay đổi, chúng ta mong muốn cái cuộc sống của mình tốt hơn. Đấy, bởi vì Thủy biết rằng có những người đi làm việc rất nhiều năm nhưng mà làm một cái công việc mà mình không muốn làm, mình nhận cái mức lương mà mình cảm thấy nó quá ít và nó không đủ trang trải cuộc sống của mình. Có rất nhiều anh chị đang bị bế tắc, đang đi tìm kiếm các giải pháp để phục vụ cho cuộc sống của mình tốt hơn, nhưng mà đâu đó vẫn cứ lạc trôi vào cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời. Chúng ta lạc đường, chúng ta có người dẫn đến, nhưng chúng ta khi chúng ta lạc cuộc đời để chúng ta trở lại nó rất là khó. Nên là khi mà anh chị thấy rằng là chúng ta có thể là thay đổi cái suy nghĩ của mình. Đấy, chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình để chúng ta tiếp cận được nhiều cái cơ hội mới hơn. Để ngày hôm nay khi mà anh chị được ai đó chia sẻ cho mình cái cơ hội nào đó, anh chị không nói là lại đa gốc, lại biến tướng, đúng không ạ? Khi mà cái góc nhìn của chúng ta thay đổi, cái tư duy của chúng ta thay đổi thì cái thế giới quan trong chúng ta nhìn cũng sẽ thay đổi, đúng không ạ? Thay vì mình nói là lại lấy cái gì của tôi thì mình đã hỏi là chắc là bạn đang đến với tôi để trao cho tôi một cái điều gì đó. Và thì anh chị ạ, người tốt luôn luôn có, đúng không ạ? Xã hội chúng ta không thể nào chúng ta đòi hỏi toàn người tốt được. Và có người xấu rất là nhiều, thì khi mà có người xấu là mình tôn vinh cái giá trị của người tốt lên. Chúng ta không đòi hỏi là không có người xấu, và chúng ta hãy làm sao để mình trang bị kiến thức cho mình, để mình có thể phòng ngừa tất cả những cái cạm bẫy, những cái rủi ro về mặt tài chính, cũng như là nhận biết tất cả các những cái tiềm năng nguy hiểm nó đang ở xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể nhận biết được điều đó, đúng không ạ? Bởi vì anh chị thấy rằng thế giới của chúng ta, đúng không ạ, lúc nào nó cũng có bóng tối và ánh sáng. Lúc nào nó cũng có bóng tối và ánh sáng, chúng ta không đòi hỏi là lúc nào chúng ta có ánh sáng, đúng không ạ? Có ban ngày thì sẽ phải có ban đêm, có đèn xanh thì sẽ phải có đèn đỏ, để là sao? Để họ dừng lại, họ chậm lại một bước. Nếu như có đèn xanh lúc nào cũng đi, đúng không ạ, thì sẽ là sao? Sẽ là không có sự kiểm soát. Nên là đó là cái quy luật của tự nhiên rồi, quy luật của xã hội rồi, đúng không ạ? Có tốt thì sẽ có xấu, đúng không ạ? Có ban ngày thì sẽ có ban đêm, có trắng thì sẽ có đen, và đó tạo hình xã hội. Đó, thế nên đây chị ạ, chúng ta hãy thay đổi cái suy nghĩ của mình để chúng ta nhìn bằng con mắt của trí tuệ. Chúng ta nhìn tất cả mọi sự vật sự việc bằng sự đánh giá khách quan, bằng sự tư duy logic để phân tích, đúng không ạ? Đúng rồi, chị Mỹ Lụa có nói là thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Một là bạn thay đổi, hai là bạn chết, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay khi mà anh chị đang đi tìm kiếm cho mình những cái cơ hội để chúng ta thay đổi cuộc sống, đúng không ạ? Chúng ta đang tìm kiếm cho mình một tương lai. Đấy, một tương lai, bởi vì anh chị, nếu như bây giờ mà chúng ta không thay đổi thì chắc chắn là sau 5 năm nữa, 10 năm nữa, cuộc sống của chúng ta sẽ rất là khó khăn, đúng không ạ? Có thể là ngày hôm nay anh chị đang làm mức lương 15 triệu, 20 triệu, anh chị đang hài lòng với cái thu nhập của mình. Nhưng khi mà làm sao? Khi mà có những cái cú vả vào mặt, đúng không ạ? Anh chị cần đến số tiền 500 triệu, 1 tỷ, vài tỷ. Lúc đó thực sự là mình làm như thế nào? Giải quyết như thế nào? Đúng không ạ? Mình đi vay thì ai, thậm chí cả người thân trong gia đình mình cũng không cho mình vay với cái số tiền lớn như vậy. Bởi vì vay họ còn phải nhìn vào túi tiền của anh chị, đúng không ạ? Để lấy gì để trả? Thế nên là ở đây là nó, chúng ta chỉ thực sự an toàn khi cuộc sống của chúng ta không có biến cố xảy ra. Và khi có biến cố xảy ra thì tất cả mọi thứ nó cũng sẽ không vào cái quỹ đạo của nó. Thế nên ở đây thì muốn chia sẻ với anh chị rằng là chúng ta cần phải thay đổi. Chúng ta cần phải thay đổi để chúng ta bước sang một cái thế giới mới hơn. Và tất cả các anh chị chỉ cần xem được buổi live của Thủy Nguyễn thôi là anh chị cũng sẽ tìm được một giải pháp mà anh chị thay đổi cả cái cuộc đời của mình. Anh chị, cuộc đời anh chị bước sang một cái bước ngoặt mới, một tương lai tốt đẹp hơn, một tương lai tươi sáng, và anh chị sẽ đạt được tự do về tài chính. Chỉ cần anh chị follow và
và theo dõi kênh của Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn sẽ trao đầy đủ tất cả các giá trị mà anh chị cần, những điều gì mà anh chị còn khúc mắc, anh chị còn khó khăn, anh chị còn lạc lối, anh chị chưa biết thế nào để tìm được một con đường đi đúng, bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời. Và ngày hôm nay chỉ cần anh chị biết được cái bí mật mà Thủy vẫn chia sẻ hàng ngày cho anh chị, để anh chị chắc chắn anh chị đời anh chị sẽ bước sang một trang mới của sự tự do, của sự giàu có, của sự hạnh phúc đó. Anh chị tin thì anh chị có gì, và anh chị không tin thì anh chị cũng vẫn vậy, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta thà tin, chúng ta thà tin để chúng ta có một cái cơ hội mới còn hơn là cả cuộc đời chúng ta cứ sống trong cái sự nghi ngờ và hoài vực, đúng không ạ? Đó, thì ở đây anh chị thấy rằng Thủy đã cho anh chị xem về một cái công nghệ giao thông vận tải UET, thì Thủy Nguyễn đã đồng hành cùng với nó là 3 năm. Đến đây là 3, là đến tháng 9 này là Thủy Nguyễn được 3 năm. Em chào anh Ngô Văn Vịnh ạ. Em chào anh Đức Kiên Trần. Em chào anh Trần Dũng. Xin chào tất cả các anh chị nhà mình đang theo dõi live của Thủy Nguyễn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Xin chúc cho cả nhà có một buổi trưa thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Đấy, sau cơn mưa thì trời lại sáng và ngày hôm nay thì thời tiết lại trở lại bình thường, rất là đẹp anh chị. Sau là một ngày mưa tầm tã, mưa thối đất thối cát, không thể đi đâu được anh chị. Và ngày hôm qua thì Thủy Nguyễn cũng phải ở nhà, Thủy Nguyễn không bước được ra ngoài luôn, mưa quá to luôn anh chị, và ở chỗ Thủy là ngập hết đó. Thì ngập hết ở đây thì câu chuyện là gì ạ? Người lâm dân của chúng ta cũng làm việc rất là chăm chỉ, đúng không ạ, rất là vất vả, nhưng mà khi mà có thiên tai, khi mà có những cái sự vật của thiên nhiên, đúng không ạ, họ tạo ra thì cả cánh đồng lúa của Thủy cũng mất trắng luôn. Đấy, thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Chúng ta làm gì chúng ta cũng có rủi ro. Đấy, chứ không phải là chúng ta làm những cái việc ngày thường chúng ta nhìn thấy là điều đó không có rủi ro, hoàn toàn có rủi ro. Nhưng quan trọng chúng ta biết được cái rủi ro và chúng ta vẫn chúng ta biết và chúng ta vẫn làm, đúng không ạ? Bởi vì nếu như mà nếu như bác nông dân ấy mà sợ là gieo hạt năm nay thì không có được mùa, thì chẳng bao giờ là bác ấy dám gieo cái hạt xuống để có những cái bông lúa cho vụ mùa tiếp theo, đúng không ạ? Đấy, thế nên là đây chúng ta thấy rằng chúng ta hãy cứ bước tiếp để chúng ta tới đích. Vậy thì khi mà Thủy Nguyễn chia sẻ cùng với cả nhà cơ hội sở cổ phần UET, bởi vì sao ạ? Bởi vì Thủy Nguyễn cũng là nhà đầu tư bình thường, Thủy Nguyễn thấy đây là cái cơ hội rất là tốt và cơ hội có thể giúp cho rất nhiều người thay đổi. Thủy Nguyễn lấy đó làm cái cơ sở để Thủy Nguyễn có thể đi lan tỏa, chia sẻ cái giá trị lại cho cộng đồng. Đó, bởi vì Thủy Nguyễn đã thấy hay rồi, đã thấy tốt rồi, và mình lại thấy là đây sẽ giúp cho cái tương lai của mình trở nên giàu có và thịnh vượng, bám chất vào những cái điều đó. Và Thủy Nguyễn thấy rằng mình cần phải lan tỏa cái giá trị này cho cộng đồng, bởi vì ở ngoài kia anh chị có rất nhiều người đang cần một cái giải pháp để thay đổi. Đấy, nhưng mà mọi người đi lang thang, đi rất nhiều nơi mà chưa tìm được cái giải pháp là phù hợp, và đôi lúc còn bị mất rất nhiều tiền, và có lẽ bị nó quay lại bị tiêu cực. Đấy, nhưng mà nhờ có cộng đồng với UET, nhờ Thủy được biết về UET, nên ngày hôm nay Thủy được làm cái điều mà Thủy cảm thấy rất là vui và rất là ý nghĩa, đó là trao cơ hội sở cổ phần của UET cho tất cả mọi người. Chỉ cần anh chị có đủ khát khao, có đủ cái mong muốn và anh chị cầu thị ấy, thì Thủy sẽ giúp cho anh chị có được những cái kết quả đó, đúng không ạ? Có được những cái điều mà anh chị mong muốn đó. Thì Thủy Nguyễn đã được sang trực tiếp trải nghiệm tại trung tâm thử nghiệm tại Sada, và Thủy Nguyễn muốn truyền với tất cả anh chị rằng là cái việc chúng ta đang tài trợ vốn đầu UET là một việc làm hết sức là đúng đắn, một việc làm, một cơ hội, một rất là hiếm có trong cuộc đời chúng ta, gọi là hiếm có, khó tìm đấy chị. Em xin chào chị Lê Thủy, em xin chào chị, xin chào em Dung Đoàn nhé. Đấy, một cơ hội hiếm có, khó tìm, và ngày hôm nay nó rất may mắn ở trong cuộc đời chúng ta. Đấy, thì Thủy sang thì được thăm trực tiếp trung tâm trải nghiệm, và Thủy được đi tàu, Thủy được đi tàu và Thủy được gặp chủ tịch anh chị ạ. Khi mà Thủy đặt chân tới trung tâm thử nghiệm tại Sada ấy, thì nó vỡ hòa trong Thủy Nguyễn, đó là một cái công trình, một cái trung tâm rất là lớn, đúng không ạ? Rất là lớn, và nó ở trước mặt của Thủy, và Thủy Nguyễn nó hình dung tưởng tượng anh chị ạ. Ở nhà thì mình đã thấy là chắc là nó như thế nọ như thế kia, nhưng mà khi mình sang đến nơi mình thấy là nó thực sự là vỡ hòa trong những cái gì mình cảm nhận được thực tế. Đó, nên tại sao người ta nói là trăm nghe không bằng một thấy. Khi mà mình thấy tận mắt, đấy, mình thấy tận mắt, mình được sờ, mình được trải nghiệm, thì cái niềm tin của Thủy là rất là lớn đấy. Và đặc biệt là khi mà Thủy được gặp gỡ chủ tịch Anatoly, một con người mà cảm thấy rất là ngưỡng mộ, một người mà tự hào đấy, mà mình cảm thấy rằng là cả cuộc đời ông hy sinh cống hiến cho một sứ mệnh lớn lao, cho xã hội, cho cộng đồng. Đấy, thế này là không quản ngại những cái thời gian, những tuổi tác, những đường xa xa thôi, tâm huyết của mình để dành cho công nghệ này, hay còn gọi là đứa con tinh thần đấy anh chị ạ.
Bởi vì anh chị thấy là ngày hôm nay đúng không ạ, khi mà anh chị thấy giao thông đó đang là một cái vấn nạn rất là nhức nhối mà cả xã hội đang đi tìm kiếm, cả xã hội đang đi tìm kiếm những giải pháp để thay đổi cuộc sống của mình. Tìm kiếm những giải pháp để thay đổi chất lượng cuộc sống của con người, và đặc biệt là liên quan đến ngành giao thông hiện nay. Đấy, liên quan đến ngành giao thông hiện nay thì anh chị thấy là cái vấn đề mà cái lượng phương tiện giao thông cá nhân gia tăng ấy, nó quá nhiều. Đấy, một năm thì anh chị thấy là cái tốc độ phát triển của xe bây giờ nó đang nhanh gấp 5 lần tốc độ phát triển của đường. Vậy thì với cái tốc độ nhanh như vậy thì sao ạ? Thì rất là cần một cái giải pháp nào đó phù hợp. Bởi vì giải pháp giao thông truyền thống hiện nay nó đã lỗi thời rồi. Nó đã lỗi thời và nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của con người. Anh chị thấy nhu cầu sử dụng của phương tiện giao thông lớn đúng không ạ? Rất lớn, đúng không ạ? Em chào chị Giang. Nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông rất lớn. Và sau đó thì cái việc mà chúng ta đang tạo ra một cái công nghệ mà phục vụ cho nhu cầu trên 8 tỷ người trên toàn cầu. Thì với cái thị phần lớn như vậy thì anh chị thấy rằng cái quy mô bao phủ thị trường của chúng ta lớn đúng không ạ? Và khi quy mô bao phủ của thị trường chúng ta lớn trên toàn cầu thì chắc chắn cái nguồn lợi nhuận chúng ta sẽ thu được trên toàn cầu. Vậy ngày hôm nay chị có bao nhiêu? Anh chị có 100 ngàn cổ phần, 1 triệu cổ phần hay là 5 triệu cổ phần, 10 triệu cổ phần? Thì nó tùy thuộc vào cái việc anh chị có tin hay không, anh chị có nắm bắt được cơ hội hay không. Để sau khi công ty IPO 5 đô, 10 đô, tài sản của chị có thể ích lên một cái số tiền rất lớn đúng không ạ? Đấy, thế nên anh chị thấy rằng xe điện ngày hôm nay, xe điện của Tesla nó thực sự là chỉ giải quyết vấn đề về năng lượng thôi, nó không giải quyết vấn đề về tắc đường. Và anh chị biết rằng một điều nữa là các chuyên gia hàng đầu về giao thông có đánh giá UNT sẽ chiếm tới 50% thị phần giao thông của toàn cầu. Đấy, chúng ta đang có những cái chuyên gia họ đứng đầu về giao thông, họ đánh giá cái công nghệ của chúng ta. Đấy, chứ không phải ông chủ tịch ông tự đánh giá. Nên là chúng ta thấy rằng việc mà chúng ta đang sở cổ phần UNT ở thời điểm này, nó là một công nghệ, là một tầm nhìn của thế kỷ anh chị ạ, một công nghệ mà cả thế giới sẽ hướng tới. Và ngày hôm nay chúng ta là những người đi trước, chúng ta đang nhìn thấy cái tầm nhìn của doanh nghiệp này. Đấy, chúng ta là những người tiên phong trong đầu tư về giá trị, tiên phong về thay đổi tư duy và thay đổi tầm nhìn. Đấy, chúng ta nhìn nắm bắt những cái thứ mà xã hội đang cần, đúng không ạ? Xã hội đang hướng tới và chúng ta được may mắn, chúng ta bước bước chân vào đó. Đấy, thì sẽ cho cả nhà xem. Và đây là một món quà, món quà khi mà thử nghiệm được đây, thử nghiệm chờ. Thử nghiệm được một cuốn sách của Chủ tịch Anatomy ấy tặng tất cả đoàn cổ đông ở trong chuyến trải nghiệm tại Sala vừa qua. Thì trước mặt của anh chị đây là con tàu U4 Karat thế hệ mới nhất của UET, và con tàu này chở được khoảng 25 chỗ ngồi. Đấy, nhưng hôm đó đoàn Việt Đông, đoàn cổ đông Việt Nam thì là đoàn đầu tiên được ngồi trên thử nghiệm trên cái con tàu này. Đấy, và đã lên rất là đông, chị, không phải là 25 người nữa mà là gần 50 người. Gần 50 người ngồi trên chiếc tàu này. Theo anh chị thì anh chị nhìn thế này nó có nhỏ không ạ? Nó rất là nhỏ đúng không ạ? Nó nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng anh chị ạ, nó rất là to luôn. Anh chị tưởng tượng như là chở được gần 50 người, đúng hơn 40 người gì đấy, thì theo chị chui vào cái con tàu này nó có chiếm nhiều diện tích không ạ? Đấy, con tàu này rất rộng, rất dài luôn. Đây chỉ là hình ảnh mà chị nhìn thấy ở trên bản vẽ thôi. Đấy, và đây là tổ hợp giao thông và cơ sở hạ tầng Karat, giải pháp hiệu quả cho những khả năng lớn hơn. Đấy, thì đây là một cái tổ hợp giao thông của 4 Karat. Đấy, thì đây là một cái phiên bản mới nhất của UAT và nó thực kỳ là có một cái sự cải tiến rất là vượt trội đấy so với tất cả các công nghệ trước. Nên chị thấy đây là tàu nằm trong nhà ga. Đấy là nhà ga của công ty, và anh chị nhìn thấy chữ U chưa ạ? Chữ U này là lấy tên của chủ tịch Anatoly. Đấy, và đây là cái nhà ga được hình trên mô phỏng. Đấy, được trên bản vẽ đây là nhà ga. Đấy, trên chữ U này là tên của chủ tịch Anatoly. Đấy, tên ở Ukliki Utkai Transport. Utkai Transport là cái công nghệ đặt ở tại trung tâm thử nghiệm tại Sada. Đây là chữ của Dubai. Đấy. Em chào chị Nguyên Lê. Em chào chị Giang nhá. Đây là hai vợ chồng của chủ tịch cả nhà.
Đây là chủ tịch Anatoly và đây là tổng giám đốc Kosalnaya. Đấy, một người vợ tuyệt vời đã đồng hành cùng với chủ tịch khi mà những cái giai đoạn chủ tịch còn rất là khó khăn. Anh chị nhìn thấy chưa ạ? Anh chị nhìn thấy ạ? Đây là nhà ga này. Và đặc biệt nhá, cái công nghệ Wente nó được đặt trong cái trung tâm công nghệ đổi mới của Sara và nó sẽ trở thành cái thung lũng silicon giống như của Mỹ, nhưng đây là ở phía Trung Đông. Và ở cái trung tâm này thì anh chị ạ, nó hội tụ tất cả các công nghệ đỉnh cao của thế giới. Và nơi này biến thành trung tâm công nghệ đổi mới tại Sara. Thì ở cái trung tâm công nghệ này thì là những cái công nghệ mới là bắt đầu họ đưa về cái trung tâm này. Bởi vì khi mà thủy viện biết được một điều đó là tất cả những công nghệ mà được Dubai lựa chọn thì cái công nghệ đó chắc chắn đã thành công. Bởi vì Dubai đã lựa chọn, không lựa chọn thì thôi, mà đã lựa chọn thì là số 1 luôn đó ạ. Nếu mà Dubai là số 2 thì không ai là số 1. Và bây giờ Dubai là một cái đất nước lựa chọn cho mình sẽ trở thành đất nước số 1 nhờ áp dụng những công nghệ tiên tiến, những công nghệ mà có cái khả năng đột phá lớn. Và đây chị nhé, đây là con tàu 4 carat. Đấy, đây là trên những nhà ga. Và anh chị nhá, đây là hình ảnh, đây là hình ảnh thực tế nha, không phải hình 3D đâu ạ. Đấy, hình 3D bởi vì Thủy Nguyễn cũng đã đi sang đây. Thủy Nguyễn cũng đi từ điểm đi từ nhà ga này sang nhà ga khác đấy, bằng cái con tàu này anh chị. Đấy, chúng ta thấy là đấy, thế nên là thì thấy rằng là anh chị nhìn thấy cái công nghệ này, nó cực kỳ là nó tốt đúng không ạ? Bởi vì nó nâng cái giao thông lên cấp độ 2. Nó không có chịu cái sự va chạm của bất kỳ phương tiện giao thông nào dưới mặt đất cả. Nên nó sẽ phát huy tối đa cái khả năng của nó. Và nó sẽ phục vụ cái nhu cầu một cái lượng hành khách rất là lớn về cả vận chuyển hàng hóa, về vận tải container, vận chuyển con người. Đấy, về cả tốc độ nữa. Anh chị nhìn đấy, đây là cái đường ray này anh chị. Đấy, anh chị nhìn nó rất là to nhá, nó rất to, nó rất cứng. Đấy, bởi vì khi mà chúng ta nhìn ở trên video này, hoặc chúng ta nhìn ở trên những cái trang sách như thế này thì nó cái góc nhìn của chúng ta ấy, nó bị hạn chế, nó rất là nhỏ. Nhưng mà khi mà đến tận nơi, chị biết ạ, cái trụ cột này là phải giang một vòng tay để ôm mới hết luôn anh chị, phải giang một vòng tay này mới ôm hết luôn. Nhưng mà mình nhìn ở đây thì mình nói rất là nhỏ đúng không ạ? Nên là nhiều người nói là cái trụ cột, cái đường ray nó nhỏ như thế này, nếu như nó đặt tàu lên mà nó chở người, nếu nó bị sập thì sao? Đấy, thì đó là cái nỗi lo của không những của anh chị đâu, mà chính chủ tịch khi tạo ra cái công nghệ này thì ông đã lường trước được cái điều đó. Nên là ông ấy cần thời gian, mấy chị thấy ạ, đến bây giờ là 15 rồi. Đấy, 15 rồi không phải là thời gian ít nữa. Đấy, và đây là cái kết cấu ạ, anh chị nhá. Đây là kết cấu anh chị là những bó sắt này này anh chị nhỉ. Đấy, trước khi nó đắp cái dàn, dạng cái dạng dàn mà anh chị vừa nhìn thấy. Đây, anh chị nhìn thấy ạ, đây là những cái dàn này anh chị. Đấy, rồi đây là những cái bó sắt ở giữa. Đấy, sau khi mà chúng ta thấy là cái việc này chắc chắn không ạ? Đó là cái khả năng chống chịu lực của cái con tàu này. Đấy, những bó sắt này rất là chắc chắn luôn anh chị. Và đây là những đây là con 4 carat, đây là tất cả các chi tiết kỹ thuật. Đấy, và nó viết ra đây. Anh chị nhìn thấy không? Đấy, cái dầm nó to này cơ mà. Đấy, rất là to, rất là lớn đúng không ạ? Đây là nhà ga. Bây giờ đây là chữ U lấy tên của chủ tịch Anatoly. Và đấy, nhà ga là tại Sara nhưng mà tên của công ty chúng ta. Đấy, em xin chào chị Hồng Nhung nhé. Chúc mừng tất cả anh chị nhà mình nha. Chúng ta đang chuẩn bị bước sang thế giới của những người siêu giàu rồi. Đấy, đây là U này anh chị. Đấy, đoạn này thì nó có rất nhiều thông tin và hình ảnh, chúng ta có thể xem thêm. Anh chị nhìn thấy không? Đấy, con tàu này rất đẹp. Vâng, em chào chị Hồng Nhung nhá. Xin chào em Dung xinh đẹp.
Đó, chúc mừng tất cả anh chị nào đang có cổ phần của UST nhé. Chúng ta sẽ chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa của những sự giàu có. Đây chị đây, đấy, rất là to đúng không? Đấy, công nhân này đang làm việc, đấy đang kiểm tra các thiết bị. Và đây là trụ sở văn phòng của công ty. Đấy, anh chị thấy không? Đây là tuyến đường số 4. Tiếp tục đây là tuyến đường số 3. Đấy, đang xây dựng. À, hiện nay thì chúng ta đang giàu không lối thoát. Đây nha cả nhà nha, đây là chủ tịch Alatoni này. Đó, chủ tịch Alatoni này đã chụp ảnh trước con tàu Ul Kadap. Đấy, chỉ cho xem cả nhà xem từng ảnh một. Đấy, anh ấy nhìn rõ đúng không ạ? Đấy. Đây. Đây có cả nhà. Đấy, có mã QR sau này. Cả nhà hoàn toàn có thể tra được luôn. Đây ạ. Nhìn là ảnh thì rất là nhỏ đúng không ạ? Đấy, thế nên là chúng ta thấy là chúng ta phải trực tiếp trải nghiệm thì chúng ta mới có rất nhiều thông tin chuẩn, chúng ta mới ra được quyết định của mình đầu tư. Đấy. Thế mà nhiều người còn nói không tin đấy chị. Nhiều người còn nói không tin đâu. À, em Dung cố gắng lần tới đi sang Dubai hoặc Belarus nhé. Em chào chị Quý, lâu nay khỏe không chị? Tại này là không cập nhật thông tin nào, sắp giàu đến nơi rồi đấy. Sang năm nhận cổ tức nha. Thông tin là mắt cận tư duy. Tức là nếu chúng ta muốn kiếm nhiều tiền, chúng ta phải mở tư duy, chúng ta phải khai mở tư duy. Ô, chị về chưa? Chị về chưa? Nhắn lên đây em xem nào. À, em Dung nói là thật hơn sự tồn tại của mình là thông tin. À, ok nhá, hôm nào em sang. À, thứ năm nhá, thứ năm chị có sang ăn cỗ không? Thế là mình sang cỗ nhà cậu Bắc. À ok, tuần sau lại đi à? Thế mai sang đi chị, mai sang nhá, mai em qua. Đấy cả nhà, chị Quý cũng là một nhà đầu tư ở Đài Loan. À, một nhà đầu tư ở Đài Loan thì cũng là một người bạn của Thủy Nguyễn. Khi mà Thủy Nguyễn được chia sẻ về UST thì chị chỉ tin Thủy thôi. Đấy, lúc đầu chị cũng chưa có thông tin gì về công ty cả, nhưng quan trọng là cái mối quan hệ bạn bè và chị tin Thủy thôi. Đấy, chị tin Thủy và sau đó chị đã quyết định sở cổ phần của UST. Đó. Và thực sự là Thủy cảm thấy là khi mà chúng ta được chúng ta đang ngày hôm nay chúng ta đang dùng tầm nhìn của mình, để mình nhìn nhận xem là cái công nghệ này, cái thế giới có phải sử dụng nó hay không, cái thế giới có cần cái công nghệ này hay không anh chị. Và bởi vì sao? Bởi vì Thủy thấy rằng đây là một cái công nghệ mà nó đang giải quyết được tất cả các vấn nạn về giao thông hiện nay mà các giao thông truyền thống không làm được. Khi mà chị thấy, chúng ta thấy được một điều rằng là nếu như một cái giải pháp nào mà giải quyết được vấn đề càng lớn thì người đó càng kiếm được nhiều tiền. Và các những người giàu trên thế giới họ đều giàu lên nhờ họ tạo ra một cái điều gì đó để họ giải quyết được vấn đề đó. Thì ngày hôm nay chúng ta đang được tài trợ vào một cái giải pháp về giao thông, giải quyết tất cả các vấn nạn về giao thông. Thì theo anh chị là chúng ta có kiếm được tiền không ạ? Chúng ta chắc chắn chúng ta kiếm được tiền rồi. Bởi vì thế giới này đang rất rất nhiều vấn đề và giải quyết. Và giao thông nó đang là một cái vấn đề trong một trong những cái yếu tố phát triển của xã hội. Và anh chị đường ạ, đường ý chị thấy là làm bao giờ mới hết. Đấy, làm bao giờ mới hết. Và chúng ta thấy rằng giao thông hiện nay nó đã quá lỗi thời rồi. Là lỗi thời và chúng ta không thể cứu vãn được nếu như chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo cái sự phát triển hiện nay. Chính chủ tịch Alatoni đã nhìn ra cái tầm nhìn đấy của xã hội trước rất hàng chục năm, cả trăm năm. Nên ông đã tạo ra cái công nghệ này từ cái lúc ông còn rất là trẻ. Ông đã nhìn ra được cái xã hội này sẽ phải đi hướng nào.
đôi lúc người ta nói là có con mắt, nhưng người ta nói là có cái khả năng nhìn ra cái tầm nhìn đấy, có khả năng quan sát đánh giá và làm và tạo ra một cái điều mới đấy. Thế thì anh chị thấy rằng là khi mà Thủy Nguyễn cũng mới đầu cũng nhìn vào cái công nghệ này thì Nguyễn cũng không tin là mình có cái cơ hội mình trở nên giàu có đâu. Nhưng mà sau đó thì thấy ạ, đây hoàn toàn là cơ hội mà có thể giúp mình trở nên giàu có được. Bởi vì công ty thật đúng không ạ, công nghệ thì vẫn vừa cho anh chị xem, và đặc biệt Thủy Nguyễn còn lại được đi trải nghiệm tàu ở bên Sara nữa. Và Thủy Nguyễn được thấy rằng mình đang đầu tư hoàn toàn đúng, mình đầu tư đúng công ty và đúng con người, và cái sức bật của mình sau này sẽ cực kỳ lớn. Đấy, bởi vì Thủy Nguyễn cũng đã từng mất mát trong thị trường tài chính khá là nhiều rồi. Mất mát tài chính nhiều rồi nên là Thủy Nguyễn rất là cẩn trọng khi mình xem xét, mình tìm hiểu bất kỳ cái kênh đầu tư nào khác ngoài kia. Nhưng mà cái con đường đầu tư, chỉ cái con đường đầu tư mới giúp chúng ta có thể giải phóng cái sức lao động của mình thôi. Còn nếu như mà đi làm công, đi làm thuê cho người khác thì rất khó để mà mình có thể là trở nên giàu có. Đấy, bởi vì chúng ta thấy rằng người ta nói là chúng ta hãy đi đầu xu thế thay vì chúng ta cứ phải chạy theo xu thế, đúng không ạ? Chúng ta, nếu như chúng ta trước kia chúng ta nắm giữ được cổ phần của tập đoàn Apple, bây giờ chúng ta có thể ngồi không một năm chúng ta cũng được vài chục tỷ tiền cổ tức nếu như chúng ta có 1 triệu cổ phần. Đấy, hay chúng ta nắm giữ được cổ phiếu của Facebook cũng vậy, chúng ta nắm cổ phiếu được của Amazon hay của Alibaba thì chúng ta đều giàu cả, đúng không ạ? Nhưng bởi vì chúng ta chỉ là những cái người đi sau, những cái đó nó xảy ra rồi thì mình mới biết, còn lúc chưa xảy ra thì mình không hề biết. Người ta nói là những cái thứ mà nó có rồi thì chúng ta mới tin, còn những cái thứ nó còn ở trong trứng nước thì chúng ta không tin. Mà anh chị ạ, đã đầu tư là phải đầu tư ngay từ trong trứng nước cơ. Đấy, đầu tư từ vòng hạt giống thì cái biên độ lợi nhuận của mình nó mới lớn được. Nhiều người nói là đầu tư ở đây có tiền chưa? Đấy, bao giờ có tiền? Tức là họ chỉ quan tâm về cái gì là có tiền ngay tiền luôn thì họ mới làm. Đấy, nhưng mà thực sự là những cái điều mà có tiền ngay tiền luôn đó nó không giúp cho họ có được cái sự đột phá về tài chính lớn. Đấy, nó không giúp cho họ được điều đó. Bởi vì chúng ta cần phải sao? Đầu tư về giá trị. Thủy Nguyễn cũng đang góp vốn vào Unitime, là Thủy Nguyễn đang đầu tư vào giá trị, đầu tư vào cái thứ mà cả xã hội cần. Bởi vì những điều ngày hôm nay bạn thích nó chỉ là điều bạn thích mà thôi, và những điều mà cả xã hội thích, cả xã hội cần, đó là cơ hội của bạn. Và ông Donald Trump ông có nói một câu rất là hay: nếu như bạn làm những việc đơn giản thì cuộc đời của bạn sẽ đầy dẫy những khó khăn, và nếu như bạn làm được những việc khó khăn thì cuộc đời của bạn sẽ đầy dẫy, cuộc đời của bạn sẽ nhẹ nhàng đối với bạn, đúng không ạ? Đấy, bởi vì chúng ta ngược lại, chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang làm những cái việc mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta cảm thấy dễ, chúng ta làm, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà những cái dễ đó thì nó không phải là cái sức bật, bởi vì dễ thì ai cũng làm được, nó dành cho số đông. Mà thành công thì thực sự nó chỉ dành cho số ít thôi, chị. Chỉ dành cho số ít của cái sự thành công thôi. Vậy thì chúng ta muốn thành công thì chúng ta phải đi ngược. Chúng ta phải đi ngược. Và chúng ta đang nắm giữ cổ phần của WT là chúng ta đang nắm giữ cái mỏ kim cương. Cái mỏ kim cương và mỏ vàng đấy, chị. Bởi vì chúng ta đang nắm giữ một tài sản siêu to, khổng lồ, siêu lớn. Đó là cổ phần của một doanh nghiệp quốc tế. Đấy, chúng ta nắm giữ lớn như vậy thì bây giờ chúng ta phải mua cái giá rất là rẻ thôi. Chúng ta mua cái giá rất rẻ, nhưng khi mà nó IPO thành công, nó trả cái thức thành công, thì chúng ta có phải là chúng ta tăng lên một cái số tiền rất lớn đâu ạ? Đấy, chúng ta tăng lên một cái số tiền rất lớn bởi vì chúng ta nắm giữ cơ hội. Và thế nào gọi là cơ hội? Cơ hội là cái thứ mà người ta còn đang chê, người ta còn đang bạn, người ta còn đang xỉ vả, người ta còn trách móc, đúng không ạ? Thì anh chị đã hành động rồi. Khi người ta còn đang nghĩ, anh chị đã hành động rồi. Nhưng khi anh chị thành công, bắt đầu họ mới tập đi, họ mới tập bỏ. Đấy, họ tập bỏ, tập đi. Vậy thì thay vì chúng ta nhìn thấy cơ hội thì chúng ta hành động trước. Thay vì chúng ta phải đợi là xu thế xảy ra rồi chúng ta mới đi. Nhưng mà đây chúng ta nhìn là xu thế của thế giới 5 năm nữa, 10 năm nữa nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Cái nền kinh tế, cái nhu cầu sử dụng của con người sẽ như thế nào? Nếu như ông chủ nào mà tinh ý, mà nắm bắt học tập được những cái mới thì chắc chắn là cái doanh nghiệp của họ sẽ thành công hơn. Đó là bởi vì người ta có sự chuẩn bị. Đấy, sáng nay thì cũng có đăng một cái tút, đúng không ạ? Đó là thành công do sự chuẩn bị, là bạn chuẩn bị được thành công. Và nếu như bạn thất bại ngay từ trong suy nghĩ là bạn chắc chắn là sẽ thất bại, không thể là thành công được. Đấy, nên là anh chị ạ, thì muốn chia sẻ với anh chị cả nhà một chút. Đấy, nếu như anh chị nào chúng ta biết đến UST thì chúng ta hãy sở hữu cho mình cổ phần. Nếu như chúng ta thời điểm này mà chúng ta không có một cái cổ phần nào thì thưa với anh chị là đời quá đen luôn. Đời quá đen luôn khi chúng ta không có cổ phần nào của UST. Nếu chúng ta biết
không biết thì không có sao, người ta nói là không biết thì không có tội, đúng không ạ? Nhưng nếu như anh chị biết mà anh chị lại không có một cái cổ phần nào thì đó là cái điều mà rất đáng tiếc với anh chị. Đấy, bởi vì đây ạ, ở đây chúng ta tu gọi là rất nhiều đời nhiều kiếp để chúng ta mới có thể đến đây, chúng ta gặp nhau ở đây để chúng ta có thể là chia sẻ để cho nhau cái cơ hội này để chúng ta cùng nhau nắm bắt. Đấy, và thời điểm này là cái thời điểm cực kỳ là gấp rút khi mà chúng ta sở cái cổ phần ở UT hiện nay. Đấy, bởi vì chia sẻ về định tính, định lượng sự thành công của UT cũng như các tiêu chí để chúng ta lựa chọn và các thành tựu thương mại pháp lý của doanh nghiệp thì Thủy Nguyễn cũng đã chia sẻ rất nhiều buổi live rồi. Đấy, hôm nay thì Thủy Nguyễn cũng không nói sâu về các thông tin về công ty nữa, bởi vì những cái buổi đó ở trong team chiến lược họ cũng nói rất nhiều và anh chị cũng đã nghe rất nhiều người đang live stream đang chia sẻ về điều đó. Thì Thủy Nguyễn ở đây thì mình không có chia sẻ lại nữa và chỉ muốn là sao cả nhà hiểu ra để cả nhà nắm bắt được cái cơ hội ở cái thời điểm cuối cùng này để chúng ta cùng trở nên giàu có, chúng ta bước sang một cái bước ngoặt mới. Đấy, để chúng ta cùng nhau kiến tạo một cuộc đời giàu có thịnh vượng. Đấy đây anh chị ạ, hiện nay là chúng ta cũng chuẩn bị kết thúc cái giai đoạn 15. Khoảng từ nay nhanh là đến từ nay đến tháng 10, còn chậm là đến tháng 12. Đấy là theo lộ trình nhận định của công ty. Đấy, còn đâu là chúng ta thấy là có thì chúng ta cũng có thể sở hữu bất cứ lúc nào trong cái thời điểm năm nay. Và nếu như bởi vì anh chị, nếu như anh chị đã chuẩn bị tài chính ok thì anh chị lên nắm bắt, bởi vì không biết lúc nào là lúc hết cổ phần đâu. Bây giờ những nhà đầu tư lớn họ vào cái thì họ ôm nhiều cổ phần lắm, chúng ta gom cả vài năm không bằng họ gom một lần, bởi vì những người ngàn tỷ còn kia rất là nhiều. Nên là anh chị ạ, chúng ta phải làm thế nào để chúng ta tăng tốc, chúng ta sở hữu thêm cho mình thật nhiều cổ phần. Nếu như không thì sau này cuộc sống của mình nó sẽ không đạt được những cái ý như mình mong muốn, những cái mơ ước, những cái mục tiêu. Đấy, thì khi chúng ta có rồi thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ đạt tới cái điều đó. Cháu chào cô Anh nhá. À cô Anh ơi, cháu lấy giấy chứng nhận của cô về rồi đấy, cháu đang để ở trên kia. Đấy, chúc mừng cô nhá. Chúc mừng cô đã lấy được giấy chứng nhận về rồi. Đấy, rất tiếc là cháu không có lúc nào cô về thì cháu gửi cho. UET có nhiều cái hay lắm cả nhà. Nhiều cái hay lắm mà chúng ta đang khám phá dần dần thì chúng ta sẽ khám phá được. Anh chị chúng ta mà được ít cổ phần quá ấy, thì chúng ta hãy sở hữu thêm. Sở hữu thêm vào giai đoạn này thì nó là giai đoạn nước rút rồi. Chúng ta hãy làm thế nào để chúng ta ít nhất có đến 1 triệu cổ phần. 1 triệu cổ phần là tài sản anh chị được 1 triệu đô la rồi. Mời cả nhà uống nước nhé. Ba năm qua thì mình cũng đồng hành cùng UT và thật sự chưa tháng nào thì mình dừng việc góp vốn ở đây đâu. Anh Thành cố gắng sở thêm cổ phần đi nhá anh Thành nhá. Sắp hết cổ phần rồi đấy ạ. Em chào chị Hiền Dương. Xin chào tất cả anh chị nhà mình. Yêu các anh chị thật sự luôn. Mọi người đang giúp doanh nghiệp của chị phát triển, đang giúp chính ra số tiền của anh chị an toàn và giúp cho chính doanh nghiệp của chị an toàn. Đấy, chúng ta hợp tác trên phương diện là đôi bên cùng có lợi, không có ai vụ lợi của ai cả, không ai trục giật của ai cả. Ở đây chúng ta đang chia sẻ cho nhau cái cơ hội để thay đổi, cơ hội để làm giàu. Đấy, đầu tiên thì nói là nếu như ai đó khát khao mà muốn làm giàu thì đây, hãy vào một like này. Còn nếu như những người không vào một like mà họ đọc được cái bài của thì có thể là họ sẽ thay đổi được một cái điều gì đó, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà ở đây thì Thủy Nguyễn đây à, chỉ có những người khát khao thay đổi thì mọi người lên vào cũng bởi like của Thủy cũng như các anh chị chia sẻ với UT. Bởi vì trong này anh chị sẽ tìm được cái chìa khóa để giúp mình đạt được cái mục tiêu của mình. Cái công cụ mà sở cổ phần doanh nghiệp sớm ý, đó là công cụ của những giới siêu giàu trên thế giới. Những công cụ của những người mà tạo ra nhiều tiền, nhiều tài sản trên thế giới. Đó là họ đang nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp trước IPO. Và anh chị sẽ tưởng tượng mình sẽ giàu như thế nào khi mà một công ty chúng ta trả cổ tức trong khi chúng ta là IPO lên sàn. Anh chị sẽ giàu như thế nào? Anh chị có tưởng tượng ra sự giàu của mình không ạ? Đó, chúng ta phải giúp tưởng tượng dần đi, để khi mà con số đó đến chúng ta không bị ngỡ ngàng. Đấy anh chị ạ, chúng ta không bị ngỡ ngàng bởi những con số đó. Làm quen với sự giàu có từ trong tâm. Từ trong tâm thức chúng ta hãy làm quen với sự giàu có đó. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào cả nhà nhé. Thì hôm nay thì cũng xin chia sẻ với cả nhà một chút như vậy thôi. Đấy, một chút ngắn ngắn như vậy thôi. Còn rất tất nhiên là nếu như anh chị nào cần thông tin chuyên sâu
cần thông tin về về công nghệ này thì Thủy sẽ hỗ trợ cho cả nhà qua những cái thông tin chuyên sâu bằng Thủy Nguyễn có thể trao đổi trực tiếp, hoặc anh chị cần thì Thủy Nguyễn sẽ gửi thông tin cho. Đấy, thì còn ở đầu buổi nay này thì mình cũng không có thể là có nhiều thời gian để chia sẻ cho cả nhà được nhiều hơn. Đấy, bởi vì bây giờ Thủy Nguyễn cũng có một cái cuộc hẹn, Thủy Nguyễn cũng xin phép rời like ở đây. Đấy, để đi gặp đi gặp nhà đầu tư của mình. Vâng ạ, xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong buổi live tiếp theo của Thủy Nguyễn nhé. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.